Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin thời tiết nông vụ ngày 18 tháng 11 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, trong thời điểm sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhiều loại hoa tại Đà Lạt trở nên khan hiếm và tăng giá mạnh. Một số loại hoa chủ lực không còn hàng để cung cấp cho thị trường. Nhiều nhà vườn dự báo hoa sẽ còn tiếp tục tăng mạnh vì hiện tại họ không còn hoa để cung cấp. Nguyên nhân do nhu cầu sử dụng hoa làm quà tặng dịp lễ 20 tháng 11 và nhiều tỉnh thành ở miền Trung bị mưa lũ, không có hoa tươi nên các vựa phải thu mua hoa từ Đà Lạt. Còn về tình hình thời tiết tại Đà Lạt nói riêng và khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nói chung thì sang ngày mai, những cơn mưa sẽ có xu hướng giảm dần và tiết trời trở nên khô ráo hơn. Trưa chiều trời nắng xuất hiện ngày càng nhiều cùng với nền nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Trong khi đó, tại Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết không biến đổi quá nhiều. Khu vực vẫn tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh yếu và lệch về phía đông, cho nên trời vẫn nhiều mây vào đêm và sáng sớm. Sương mù xuất hiện rải rác ở các tỉnh ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình. Đến trưa chiều, nắng lên khiến cho sương tan dần và nhiệt độ lúc này được nâng lên mức 29 cho đến 32 độ. Còn đối với khu vực Trung Bộ, những cơn mưa rào sẽ kéo dài cho đến hết đêm nay. Sang đến ngày mai, khi mà đới gió đông suy yếu dần, thì mưa tại đây sẽ tạm thời giảm dần về diện và lượng. Trời chuyển sang trạng thái tạnh giáo và có nắng, cùng với nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 27 cho đến 30 độ ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Thưa quý vị và bà con, cà phê là một trong ba cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh Quảng Trị với gần 4.700 ha trồng tập trung tại huyện Hướng Hóa. Tuy nhiên, do phần lớn được quy hoạch trồng từ giai đoạn trước năm 2000, cho nên hiện nay trên địa bàn huyện có gần 2.400 ha cà phê, chiếm 53% diện tích cà phê già cỗi toàn huyện, cần được phục hồi do năng suất và chất lượng thấp. Trước thực tế đó, trạm khuyến nông huyện Hướng Hóa đã triển khai mô hình phục hồi vườn cà phê già cỗi bằng phương pháp đốn đao. Mô hình này có thể giúp bà con cải tạo lại vườn cà phê của mình và đảm bảo được kinh tế cho gia đình. Đốn đao là thuật ngữ chỉ kỹ thuật cưa đốn triệt để nhằm cải tạo, làm trẻ hóa cơ bản vườn cây cà phê già cỗi. Vườn cà phê có thể tiến hành cưa đốn là vườn có độ tuổi từ 12 năm trở đi, bộ rễ còn khỏe. Theo đó, thì cây cà phê già cỗi được cưa toàn bộ thân, chỉ để lại đoạn gốc cách mặt đất từ 15 cho đến 20cm. Cây cưa đốn xong thì bà con cần cuốc rãnh bỏ phân xanh, phân vi sinh và rắc vôi bột để tạo màu, giảm độ chua cho đất. Qua đó, kích thích cây cà phê sinh trưởng nhanh. Giải vôi khử trùng, cày hoặc là cuốc toàn bộ mặt đất trong vườn cách gốc cây cà phê khoảng 30cm nhằm cắt đứt rễ già, tạo rễ mới phát triển. Và bà con phải tăng cường bón phân chuồng, phân vi sinh và phân NPK để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nhu cầu của cây, giúp cho cây phát triển tốt. Sau khi cưa đốn thì cần phải cày xới giữa luống đất, giúp đất thông thoáng, dùng dao hoặc là cuốc chặt bớt rễ xung quanh cây để kích thích cây tạo rễ mới nhiều. Đồng thời, để cây phát triển tốt thì bà con cần tăng cường bón phân gấp từ 2 cho đến 3 lần so với tái canh trồng mới. Và tiếp nối bản tin thì xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây và trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Sang đến các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng trời nhiều mây và có mưa ở một vài nơi, sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và độ ẩm trung bình từ 85 cho đến 90%. Đến với các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm nay tại phía Nam sẽ có mưa rải rác. Sau đó sang tới ngày mai thì mưa sẽ giảm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và độ ẩm trung bình từ 86 cho đến 91%. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm và sáng nhiều mây và có mưa rào và dông ở một vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 cho đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, trưa chiều mai có nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 84 đến 89%. Các tỉnh Nam Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác tại các tỉnh miền Tây của khu vực. Trưa chiều thì mưa giảm trời nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ và độ ẩm trung bình từ 86 đến 91%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.